Phần 1 và phần 2 chúng ta đã hiểu hơn về cái việc mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời họ hình thành như thế nào, tác động như thế nào, và cái những nhân vật cầm đầu ra sao đã được đăng ở trên cổng thông tin của Bộ Công an của bên phía Việt Nam, và liệt kê chắc chắn họ là những tổ chức khủng bố có cái sự manh động đối với Việt Nam. Và ở cái phần 3 này, Trường Nguyễn cũng muốn xin được nói rõ thêm cái phản ứng của những người dân ở hải ngoại như thế nào đối với cái tổ chức này. Tất nhiên, như chúng ta biết là đây là một cái tổ chức chính trị mang cái tính khủng bố phường chèo thôi. Ở bên hải ngoại thì họ nghĩ như thế nào? Như chúng ta biết là từ năm 1991 khi được thành lập, Trường Nguyễn cũng đã nói rằng cái tổ chức này nó là nằm trong vô số những cái tổ chức có cái tính cách khác biệt, quan điểm chính trị đối với Việt Nam, nhưng họ dựng nên bởi những cái chiêu trò đó để mà lừa gạt những cái người ở hải ngoại. Bởi vì lúc đó là đối với Việt Nam thì những cái tổ chức này thì không có cái phương cách, không có cái phương thức gì để mà với tới Việt Nam cả. Cho nên họ chỉ có lanh quanh ở trong vùng Bôn Sa, Lido Sài Gòn. Do đó là họ đã dựng nên những chiêu trò khác nhau, và cái người dân ở Bôn Sa đã xem thường họ, những tổ chức chính trị đã gạt bỏ họ ra khỏi một bên và xem như là một cái tổ chức, mình cứ dùng cái gọi là tà đạo vậy đó, một cái thứ gọi là không có được dung túng ở trong cái sinh hoạt chung của cộng đồng, của những người chống cộng khác. Do đó là họ đặt cho ông ta là những cái tên như là chú Phỉnh, rồi ông cái chính phủ ma, rồi vân vân, và họ rất xem thường. Nhưng mà cho đến khi trong thời gian gần đây thì chúng tôi thấy là có rất nhiều những cá nhân, những nhân sự, thậm chí là những người ở trong cái tổ chức này đã ly khai và đã vạch rõ cái bộ mặt giả trá, lừa gạt, thâm độc của họ. Có rất nhiều những cái nạn nhân ở trong cái sự việc này đã lên tiếng, mà có thể nói rằng, nhưng mà cái sự coi như là cố tình bỏ qua hay là bất chấp những cái dư luận phản ứng, đặc biệt là bên phía hải ngoại, những nhân sự người ta nói về ông Đào Minh Quân không ra một cái thể thống gì cả. Nhưng tại sao ông vẫn cứ tiếp tục duy trì? Có rất nhiều nhân chứng ở trong cái câu chuyện đã kể ra cho mọi người biết là họ đã mất cả danh dự, mất cả niềm tin và mất cả vấn đề tiền nong nữa. Người thì bán xe, người bán nhà, rồi người đã nghe theo cái lời của ông, được phong hàm tướng tá, cho nên là họ có cái ảo tưởng là họ đã trở nên một nhân vật gì đó quan trọng. Do đó là cái chính đánh vào cái sự háo danh, lòng tham, cho nên là Đào Minh Quân đã thành công trong một số những cái gọi là lừa đảo đó ở hải ngoại. Và có thể nói rằng bây giờ chúng ta sẽ nghe một số những cái đoạn clip mà chúng tôi xin trích trong đây để thấy là phía phản ứng của những người ở hải ngoại như thế nào đối với tổ chức ông Đào Minh Quân. Mời các bạn hãy xem một số những trích đoạn sau đây nhé. Bây giờ trở lại cái vấn đề là khi mà Đào Minh Quân bây giờ thì hắn ta đã trốn biệt và núp ở trong một cái lùm, một cái nơi nào đó. Rồi bây giờ thả cái thằng Hoàng Tôn ra để mà khiêu khích cái người này, khiêu khích người kia. Bây giờ Hoàng Tôn lại nói AQ sợ Hoàng Tôn bỏ trốn, không có dám đối diện với Hoàng Tôn. Thì cái chuyện này á, Hoàng Tôn mà đi vô được chính phủ á, là cũng nhờ AQ giới thiệu nha. Thì cái đó là sự thật. Tất cả những cái gì mà Hoàng Tôn làm hôm nay và nói những vấn đề hôm nay là để che giấu cái sự tội lỗi và lừa gạt của cái tên vong nô vô lại thổ phỉ Đào Minh Quân mà thôi. Giờ anh chị em chúng ta không có quan tâm tới cái thằng Hoàng Tôn nữa nha, không quan tâm. Mình ông bà xưa có câu là đánh rắn là phải đánh dập ngay chỗ cái đầu của nó đó. Bây giờ cái đầu rắn của cái chính phủ thổ tả là cái tên Đào Minh Quân. Mình lấy gậy ông mình đập lưng ông như vậy đó nha. Gậy ông đập lưng ông. Tại vì sau khi mà thấy được mọi cái vấn đề mà hiện ngay trong cái thời điểm hiện tại bây giờ núp ở trong một cái xó, một cái hóc hẻm nào đó mà vẫn còn bô bô cái miệng ra cái thông báo rằng là
là ký cái sắc lệnh để cho tòa án cộng sản Việt Nam không có xử tử hai đứa con của ông cụ Ngô Đình Kình ở cái vụ Đồng Tâm, mà xôn xao, rất là xôn xao ở trong nước. Thì cái vụ án Đồng Tâm thì ai ai cũng biết, cái bọn tà quyền cộng sản Việt Nam nó đã dùng những cái cuộc bạo động, đàn áp bạo động ở tại Đồng Tâm, và ba cái thằng công an tà quyền cộng sản nó chết, nó lọt xuống cái giếng gần nhà của ông Ngô Đình Kình chết, rồi đổ tội, rồi nó bắn ông Ngô Đình Kình chết. Mà ông Ngô Đình Kình là ai? Là một người đảng viên đã theo đảng cộng sản và cũng có cái công trạng là đi cướp miền Nam Việt Nam. Thì bây giờ chúng nó thủ tiêu với nhau, đó là một cái chuyện của cái đảng cộng sản tại Việt Nam. Còn Đào Minh Quân là một cái tay lừa bịp bợm ở cái xứ Hải Ngoại, rồi có là một cái chính phủ ma, là một cái công ty mang cái tên là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, mà bày đặt nó là ký cái sắc lệnh can thiệp vô để mà khỏi bị xử tử của hai đứa con của ông Ngô Đình Kình. Thì bây giờ Đông Tà nói cho Đào Minh Quân nghe nè, Đào Minh Quân nghe nha, cái người mà nếu mà Đào Minh Quân á mà có đủ năng lực, năng mà quyền y như vậy á, thì ký một cái sắc lệnh biểu cộng sản tài quyền Việt Nam thả bà Angel Fan, mà Đào Minh Quân đã từng mượn cái shop mail của bà để mà lập cái văn phòng lưu vong của cái chính phủ thổ tả của Đào Minh Quân đi ở dưới San Diego đó nha. Rồi ký cái sắc lệnh biểu công an của tỉnh Phú Yên đó, thả ông chú Phạm Hổ ra, rồi thả con Mây Chiều đồ ra, rồi cái người gần nhất là ký Đào Minh Quân, nếu mà có đầy đủ thực lực á thì ký cái sắc lệnh thả cái tên cái người mà tham gia của chính phủ mang cái cấp bậc là thiếu tá là Trần Nguyên Chung ở Đắk Lắk đó, mới bắt ngày 4 tháng 9 này, thả ra đi. Biểu công an tỉnh Đắk Lắk thả ra đi cho giờ công an tỉnh Đắk Lắk nó bắt ra tạm giam cái anh mà nghĩa Trần Nguyên Chuẩn này ở trên Đắk Lắk ra tạm giam 4 tháng rồi, biểu nó thả ra đi. Rồi thằng Hoàng Tôn thì bây giờ bô lét nói rằng tôi thách thức đảng cộng sản Việt Nam dám làm gì con cháu công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Một cái chuyện rất là nực cười, mà cái nụ cười, cái mà Đông Tà mà cười nhất Hoàng Tôn á, là nó nói là Michael Lee là sao, là ma tăng. Để mình vô cái chỗ đó mình đọc nha, mình đọc để cho cả nhà nghe nha, cả nhà thấy được. Cái thầy Hoàng Tôn bây giờ là nó bị khùng nặng rồi, chắc nó thiếu thuốc ở bên Úc, cái mùa dịch này chắc nó thiếu thuốc hay sao đó nha. Nó nói nè, đảng viên cao cấp đảng cộng sản Việt Nam luôn kẻ cái viện kiểm sát nhân dân gì đó mà tuyên án tử hình những đồng bào vô tội, chống lại lệnh Đức Quốc quyết công Tổng thống Đào Minh Quân, Đệ Tam Việt Nam Tự Hào Cộng Hòa, thể coi chừng chính quý vị cũng sĩ là mang án tử hình khi Đức quyết công về nước nắm quyền lãnh đạo. Đức quyết công Tổng thống Đào Minh Quân đã cảnh báo khi sau này đừng nói là không biết, không nghe, không thấy. Đồng bào quốc nội hãy chia sẻ mạnh thông tin này đến với cộng sản, nhất là những thành phần nằm trong viện kiểm soát gì đó. Rồi nó nói như thế này nữa nè nha. Nó nói rằng là tại sao cộng sản Việt Nam phải đưa ra đạo luật trưng cầu dân ý cho người dân, và cộng sản không dám hủy bỏ công khai mà lại nuôi Việt gian hán nô, hán cẩu nô tài, muốn đánh phá hệ thống trưng cầu dân ý của cái chính phủ thổ tả của Đào Minh Quân. Trong khi đó Việt gian hán nô, Việt gian hán nô cẩu nô tài hồ làm hồ sơ trưng cầu dân ý giả, ký đạp mặt Hồ Chí Minh giả để xâm nhập chính phủ quốc gia Việt Nam thời, ủng hộ Đức quyết công Đào Minh Quân
để tạo lòng tin với đồng bào quốc nội. Sau đó đồng bào đã nhẹ dạ đưa danh sách trưng cầu dân ý cho đám Việt Giang này. Bây giờ tới thời gian quyết định vận mệnh của dân tộc Việt Nam, đám Việt Giang Hán Nô, Cẩu Nô Tài, Đông Tà An, An Đi Nguyễn, AQ cung cấp hồ sơ đồng bào lầm tin tưởng đưa cho Cộng sản Việt Nam, an ninh cho Cộng sản đưa vào hồ sơ này lần mò tìm để hù dọa và bắt người về dọa nạt người dân. Có phải tất cả những người bị bắt từ xưa tới giờ đều có liên quan đến diễn đàn của tên Hán Nô Đông Tà hay không? Hồ Thế Bảo hay không? Cộng sản Việt Nam đang không dám hủy bỏ lực trưng cầu dân ý và cái đám Hán Nô tiên tiền đánh sập hệ thống trưng cầu dân ý. Đồng bào thấy Cộng sản Việt Nam và đám Việt Giang Hán Nô này có mâu thuẫn hay không? Còn thằng đầu trọc Michael Lê là thằng ma tanh Cộng sản qua được Hoa Kỳ cũng lột chiếc áo cà sa xuống đánh phá đến chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Cho nên tôi bỏ người này tôi đi. Và cái người này bây giờ đối với tôi là cũng giống như là hai người đứng hai chiến tuyến khác nhau. Ông ta làm việc nối dài cánh tay cho giặc là chuyện của ông ta. Những gì ông ta làm có hại cho tổ quốc, bắt buộc tôi phải nói sự thật cho mọi người biết để cho bà con cô bác, người Việt Nam trong như ngoài nước không có bị gạt. Đó là điều lẽ tự nhiên, không phải là đánh phá, mà là nói lên sự thật để chúng tôi không bị gạt. Cũng giống như tôi đã bị một năm trời bị ông ta gạt. Ông ta gạt qua những cái lời lẽ ngọt ngào, ông ta gạt qua những cái lời lẽ bề ngoài khi ngồi nói thuyết trình ông ta làm giống như là một cái người rất là đạo đức. Nhưng khi vô trong rồi thì chúng tôi thấy rằng ông này hoàn toàn opposite, ngược lại, không có một chút xíu nào đạo đức. Đưa thí dụ, chẳng hạn như khi ông ta nói ngoài này, khi chúng tôi mới tới, ông nói rằng ông là người ăn chay, ông ăn chay trường này cái nọ, mà khi tôi vô hoàn toàn không có một chút xíu nào chay tịnh cả, ông ta là ăn mặn như là người bình thường. Và đó là chưa nói tới ông ta là một dân bộm nhậu nữa. Và uống rượu thì tôi nói đây là có chị đây làm chứng. Chị đây con đã từng ở trong với ông ta và có uống là phải uống rượu mạnh, uống cột đông lơ. Và lần nào khi ngồi họp chúng tôi thì ổng luôn luôn có mùi rượu như vậy. Và đó là những cái làm cho tôi thất vọng. Tại vì một người làm một cách mạng, nói sao thì phải y như vậy. Dạ. Ông ăn mặn thì có nói ăn mặn. Ông ai biểu ông phải nói dốc ăn chay. Thì khi nói dốc ăn chay để dụ người ta vô, để làm để thu phục nhân tâm người ta, thì đó là một cái trò hề của những người không có quân tử. Mà đã không quân tử thì không có... Tôi không nghĩ đây là một cái người có thể nói là đứng đắn đàng hoàng để cho chúng ta tin tưởng gì, giao cái mạng mình để mà sống chết chúng ta để mà cứu tổ quốc. Rồi, chưa nói tới những cái chuyện khác nữa. Chẳng hạn như có nhiều lần qua những cái lời nói của ông ta là ông ta nói rằng là ông ta được Mỹ song hành. Những công hàm này cần nói tất cả những cái điều là giả dối. Tại vì những cái tờ giấy của ông ta đưa ra đó là những cái tờ giấy, những cái lá thư liên lạc qua lại. Thì mình nói mình kỹ sư, người ta kêu mình kỹ sư. Người ta đâu có check mình là kỹ sư thiệt hay giả. Thành ra khi người ta kêu mình kỹ sư bởi vì mình xưng mình là kỹ sư thì cái mình la lên là người ta công nhận mình kỹ sư, đâu có phải. Và thành ra quý vị thấy càng vô sâu, càng ngồi nói chuyện, càng làm việc chung, chúng tôi mới thấy rằng đây là một con người hoàn toàn giả. Là một con sói mang cái mặt nạ nai để dụ những con nai tới gần. Thế thôi. Cho nên tôi bỏ ông ta là chuyện đương nhiên. Còn nhiều thứ khác nữa. Tôi không có ngồi đây nào mà tôi không có ý để cho quý vị thấy tôi bơi xấu. Tôi cho nói là một số sự thật mà tại sao tôi phải bỏ ông ta. Tại ông ta giờ tôi không còn cái contract nữa. Mà lúc đó tôi vô tôi có nói rằng nếu ngày nào mà ông không có còn cái tư tưởng để chống giặc thì ngày đó tôi không còn đi chung một con đường nữa. Tôi đã nói trước. Thành ra đừng nói tôi phản ông Đặng Minh Quân. Mà phải nói rằng ông Đặng Minh Quân phản tôi. Tại vì biết rằng ngõ ngoài kia còn có rất là nhiều người yêu quê hương yêu tổ quốc và dụ người ta vô qua những cái hình thức nó dốc như vậy. Tức là mình đã cám dỗ là mình dụ dỗ người ta qua những cái hình thức đóng tuồng của một người đạo đức. Thì rồi sau đó vô mới lòi mặt nạ ra là không phải đạo đức. Vậy thì ông đó là mới là người phản bội những người hợp tác với ông ta. Dạ. Do đó tôi bỏ đi là không phải tài phản ông ta. Tôi cũng chẳng trung thành với bất cứ cá nhân nào. Từ bây giờ cho tới ngày tôi mất cũng không bao giờ tôi trung thành với bất cứ cá nhân nào. Mà tôi chỉ trung thành với tổ quốc của tôi mà thôi. Ai cùng đi con đường của tôi là người đó là bạn tôi. Ai không đi con đường tôn thờ và trung thành cho tổ quốc của tôi, người đó không phải bạn thôi. Thế thôi. Đừng ai nấy đi. Vậy ông này còn đưa ra một ông Phương Lê, bà Phương Lê này còn đưa ra một số vấn đề.
Mà cái vấn đề này tôi cần phải bày tỏ với quý vị, tôi cần phải trình bày với quý vị để quý vị lắng tai nghe để mà tránh cái trường hợp bị gạt giống như tôi hồi xưa. Rằng ông này nói rằng ở đây ai làm tổ chức, ai làm tổ chức chống cộng mà lại có lai, mà không có lai mà có lai sinh giống như Đặng Văn Quân, là ông này thừa nhận rằng ông Đặng Văn Quân có lai sinh để chống cộng, và có lai sinh làm thủ tướng, và có lai sinh để làm một cuộc cách mạng để cứu nước. Ủa làm sao kỳ vậy? Trên đời này tôi đâu thấy có một cái tổ chức nào mà đứng lên làm cách mạng cứu nước mà phải có một quốc gia nào đó cho mình có license. License, quý vị biết license nghĩa là gì? License là giấy phép đó. License ở nước Mỹ này người ta chỉ xài cho những cái dịch vụ, những cái công việc làm ăn buôn bán trong cái xã hội nước Mỹ mà thôi. Họ không muốn cho nó hợp pháp để làm việc đàng hoàng. Cho nên người ta phải cho cái license. Như tôi là tôi mở business, tôi mở phòng mạch. Tôi làm bác sĩ, tôi làm luật sư, tôi phải có license, tôi phải có giấy phép, phải thi cử đàng hoàng, phải đậu được thì tôi mới cho được, người ta mới có được cái license đó. Dạ. Còn bây giờ mình đứng về mình cứu nước của mình, mắc mới đi xin đi license của người ta. Nhá. Bây giờ thấy không? Mình yêu quê hương mình yêu tổ quốc mình đứng về mình cứu nước thì tự nhiên phải đi xin license, có phải có một người cho phép mình, nếu người đó không cho phép mình, không cho mình có license đi đi cứu nước là mình khỏi cứu nước à? Sao kỳ vậy? Dạ thưa ông và bà Phương Lê này. Ông và bà có thấy cái này nó kỳ không? Nó vô lý không? Dạ, vậy mà có thể cũng ông bà cũng có thể tin được. Nhá. Hơn nữa, bây giờ tôi hỏi thật, bà hay ông Phương Lê này, ông và bà có thấy cái tờ lai xanh này chưa? Hay là chỉ nghe nói? Dạ, có khi thấy còn chưa chắc đã đúng nữa. Dạ, mà chỉ nghe Đào Minh Quân khoe là có lai xanh là ông tin là như vậy. Ông tin nó sự mù quáng như vậy. Ông thương yêu Đào Minh Quân tôi không nói. Ông yêu thích Đào Minh Quân tôi không cản. Nhưng đừng để cái tình cảm đó làm cho chúng ta mù quáng, làm cho chúng ta điên cuồng, chúng ta lờ mờ lờ đờ, rồi làm rồi làm toàn là những chuyện đó là nó giống như những người khù khờ. Dạ. Đó là phần license nhá. Không có ai đi cứu nước mà phải xin license. Ông Gandhi ngày xưa giành lời độc lập cho nước Ấn Độ, đuổi người Anh Lê ra khỏi nước Ấn Độ, phải có license của ai? Ông Đạt Lai Đạt Ma bây giờ đang tìm cách là một chính phủ lưu vong, ông đang tìm cách lấy lời Tây Tạng cho Tây Tạng. Vậy thì quý vị thấy ông Đạt Lai Đạt Ma này, ông lấy license của ai? Ông xin license của ai? Đó, mà tại sao bây giờ lại có cái người nói rằng tôi là một vị thủ tướng có license của Mỹ để đi chống cộng, đi giết chị cộng là sao? Ok, rồi. Đó là điểm nhất. Điểm thứ nhì nữa, ông nói rằng Mỹ làm việc nổi cũng có thể làm việc chìm, tức là làm ngấm ngầm. Dạ. Thì cho cũng đúng đi. Người Mỹ đang ngấm ngầm làm việc với ông Đặng Minh Quân. Ủa còn ông Đặng Minh Quân sao? Ông có ngấm ngầm với Mỹ không? Hay là ông liền lưu đạn, ông nổ lung tung? Ông tung ra những cái lời nói là tôi là song hành với Mỹ, được Mỹ ủng hộ tôi vậy đó, đâu cái gì đâu còn ngấm ngầm nữa. Ngấm ngầm là cả phải hai bên đều ngấm ngầm. Một bên thì ngấm ngầm, một bên thì cho nổ lựu đạn ra. Và nổ lung tung hết. Như vậy thì cái câu mà ông ta nói rằng ông nói rằng là Mỹ làm gì ngấm ngầm với ông Đặng Minh Quân có còn hợp lý không? Nếu ngấm ngầm là phải hai bên đều ngấm ngầm hết. Ông Đặng Minh không nên nói gì cả. Nó mới ngấm ngầm. Còn mà ngấm ngầm giờ mình la ông sùm gì, nếu tôi hợp tác với cái thằng ngấm ngầm mà cái thằng ngấm ngầm nó đem chuyện tôi ra nó la ông sùm hết trơn, trời là tôi hợp tác ngấm ngầm với nó, thì quý vị nghĩ tôi có tiếp tục hợp tác với nó hay không? Quý vị nghĩ người Mỹ dẫu có, nếu nó giả dụ như có ngấm ngầm với Đặng Minh Quân vậy thì người Mỹ bây giờ có còn ngấm ngầm nó hay không, hay là người Mỹ dỗ đầu bóp trán bứt tóc, trời ơi làm việc với ai, làm việc cái thằng ông nội này cái miệng nó tà la ra tà le ra hết trơn á, trời ơi la ung sùm hết trơn á, trời quý vị thấy không? Làm chính trị như ông này vậy mà cũng gọi là làm chính trị chống tìm cách cứu nước hay sao? Vừa rồi chúng ta xem những cái phản ứng của những người dân, những người ở bên phía cộng đồng hải ngoại đánh giá về tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân như thế nào. Họ không những xem thường mà còn có thể nói rằng có đi tới một cái kết luận đây một cái trò lừa gạt chính trị kéo dài như thế mà tại sao người ta vẫn có thể tin tưởng được. Những cái lời hiệu triệu của ông ta khi về tới Việt Nam sẽ gặp gỡ người này người kia, những địa điểm làm như là cái chuyện nó sắp sửa xảy ra, khiến cho mọi người có cái niềm tin nào đó mơ hồ và lại củng cố cho cái sự mơ hồ đó bằng những cái thời gian, thời điểm cụ thể. Đây là những cái chiêu trò hết sức là mình dùng cái chữ gì không thể tưởng tượng được, nhưng mà vẫn cũng có những người bị rơi vào trong những cái gọi là niềm tin như vậy. Tôi, Trường Nguyễn cũng đã tìm đến những nhân chứng ở bên phía Việt Nam. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả
lắng nghe tiếp cái suy nghĩ của một người thanh niên trẻ cũng ở Quảng Ninh. Tôi đã tìm gặp đến anh và cũng xin được nói rõ rằng nhân vật này cũng là một nhân chứng sống, có cái sự can đảm khi dám nói lên cái sự thật, cái câu chuyện của mình. Nhưng anh ta cũng xin phép là được coi là giấu mặt. Tức là chúng tôi chỉ có được phép quay sau lưng và cái tiếng nói để mà lắng nghe cái câu chuyện của anh thôi. Cái sự mà lường gạt cái niềm tin này rất nguy hiểm. Cái trường hợp mà tôi phỏng vấn này nó nguy hiểm ở chỗ là anh ta đã dấn sâu một bước vào trong cái là tổ chức của ông Đào Minh Quân để mà manh động. Cái hình thức của ông Đào Minh Quân thì rất nhiều tinh vi, dựa vào những cái sự nhẹ dạ cả tin của những người thanh niên vô công rỗi nghề, hoặc là những người thanh niên có cái sự tò mò tọc mạch về những cái tổ chức chính trị ở bên hải ngoại. Cứ nghe nói là ông tổng thống mới về, đệ tam quốc gia về, thì họ mơ hồ, họ không biết gì cả. Và cái sự mơ hồ đó nó có thể dẫn họ tới vấn đề vi phạm luật pháp. Vi phạm như thế nào? Tổ chức của ông Đào Minh Quân đã tập hợp và đã xây dựng được những cái tổ nhóm để họ có thể in những cái tờ truyền đơn, ở Việt Nam gọi là những cái tờ rơi, để có thể phát tán trong đám đông. Nội dung của nó như thế nào? Nội dung của nó là để mà trưng cầu dân ý, hoặc là khẳng định cái vai trò vị trí của Đào Minh Quân cũng giống như là cái tổ chức khủng bố này trong Việt Nam. Những thanh niên này, như chúng ta biết là ở Việt Nam thì cũng có thể là rất là không có cái sự hiểu biết về cái tổ chức của ông Đào Minh Quân, cũng giống như là cũng không hình dung được cái sự vi phạm của mình đối với luật pháp như thế nào. Và cái trường hợp mà anh T mà chúng tôi phỏng vấn sau đây cũng cho thấy là cái sự là mấp mé giữa luật pháp. May cho anh T này là đã được phía an ninh mạng đã ngăn chặn cái hành động của anh ta, và cái việc mà chuẩn bị in và chuẩn bị phát đã được gọi là ngăn chặn kịp thời như thế nào. Và cái bài học của anh T khi tôi trò chuyện, chúng tôi cũng cảm thấy rằng cái sự hối tiếc và cái sự lo lắng, bởi vì một cái hành động chỉ một bước chân nữa thôi là có thể dính vào vấn đề hình sự, mà không biết, cái sự kém hiểu biết này nó nguy hiểm ở chỗ đó là như vậy. Do đó là tôi cũng có một cái lời chia sẻ và cũng phải gọi là động viên cái sự can đảm của những cái người nhân chứng mà chúng tôi đã cố gắng đi tìm hiểu với một cái vai trò một người làm báo độc lập để lắng nghe những cái câu chuyện này. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy nghe chi tiết cái cuộc trò chuyện của tôi với cái người giấu mặt anh T ở Quảng Ninh ngay sau đây nha. Tôi là Trường Nguyễn, hiện nay đang ở thành phố Quảng Ninh và vẫn nằm trong cái chuỗi phóng sự độc lập mà chúng tôi muốn tìm hiểu ở trong đất nước Việt Nam liên quan tới tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Nôm na ở bên hải ngoại thì chúng tôi hay gọi là tổ chức của ông Đào Minh Quân. Đối với những người hải ngoại như chúng tôi, nhất là trong công việc làm báo, thì chúng tôi biết đây là những cái tổ chức lừa mị, lường gạt những cái người dân. Đặc biệt ở hải ngoại thì mọi người đều biết cái những cái tổ chức như thế này, nhưng trong Việt Nam thì như thế nào? Có rất nhiều những thành phần, những người trẻ vì tò mò, vì không hiểu, mơ hồ về chính trị, cho nên là dễ rơi vào trong những cái tình trạng mà chúng tôi có cái dịp để tìm hiểu. Và hôm nay chúng tôi được gặp một nhân chứng là anh Trần Văn T. Mình giấu luôn cái chữ tên thật của anh để giữ cái sự riêng tư. Và quý vị thấy là tại sao tôi ngồi như thế này, và cái anh T đó, anh đã ngồi xoay mặt về phía tôi, và chúng tôi tôn trọng cái sự riêng tư đó. Cái câu chuyện là câu chuyện thật và chúng tôi muốn lắng nghe để anh T kể cho chúng tôi nghe cái câu chuyện này. Rất là cảm ơn em đã cho tôi cái câu chuyện hôm nay. Vâng, dạ vâng. Bây giờ mình sẽ đi vào cái câu chuyện nhé. Vâng ạ. Anh T thì được biết năm nay 29 tuổi. Vâng. Cái lứa tuổi là cũng trưởng thành, có gia đình rồi, con cái vân vân, và rất là tìm hiểu về xã hội. Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Thường ngày thì em làm cái công việc gì? Ngày em làm công nhân. Công nhân. Thời gian còn lại sau khi mà đi làm thì em làm gì? Lướt thì web, xem YouTube vân vân, đúng không? Lúc rảnh rỗi còn phục vụ gia đình á. Phục vụ gia đình. Vâng. Thì khi mà đi tìm hiểu ở trên mạng xã hội thì em hay xem những cái mạng gì?
Nói chung là ở trên Facebook nó có cái hội nhóm gì thì mình cũng tham gia. À, tham gia với cái cách nào? Tức là người ta mời gọi hay là mình tìm đến những cái hội nhóm đó? Nó có phần đăng ký ở kênh. À, đăng ký kênh. Rồi đăng ký vào nhóm. Rồi, em có đăng ký nhiều nhóm không? Cũng có. À, thì liên quan tới cái việc mà lý do hôm nay là chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, có cái tổ chức mà bây giờ thì các em có thể đã biết rồi. Đây là tổ chức tên là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời. Vâng. Thì cái chính phủ đó, trước đó em có biết cái tên cái tổ chức này không? Chưa nghe bao giờ. Chưa nghe bao giờ. Vâng. À, khi mà em tham gia vào cái này và những cái thông tin gì mà em biết được khi trao đổi, khi mà chưa biết cái tên cái tổ chức này nhưng mà em trao đổi cái hội nhóm mà bây giờ mới biết là cái hội này là hội của ông Đào Minh Quân. Em theo dõi bằng cách nào? Nó có phần vào đăng ký xong rồi nó có cái đưa ảnh mặt cái ông ấy ra. À, ghi là thủ tướng hay tổng thống, ghi hai chữ TT. TT Đào Minh Quân thì cũng chả biết là thủ tướng hay là tổng thống. À, rồi em tìm hiểu về ông, em thấy ông như thế nào? Lên thì vào phần Google ấy tìm thì thấy ông này ngày xưa là lính Việt Nam Cộng Hòa xong rồi lưu vong sang Mỹ. Và coi như là tìm hiểu được cái tổ chức của ông. Còn về sau thành lập tổ chức này thì bắt đầu tham gia thì biết là ông ấy thành lập tổ chức này. À, tôi được biết thì anh T đã biết đến những cái liên lạc với cái nhóm này, cái tổ chức này hay là tìm hiểu này là từ tháng 10 năm 2016 đúng không? Vâng. À, tức là tự động mình tìm thôi. Vâng. Không, có ai giới thiệu cho mình không? Không ai giới thiệu. À, vâng. Tức là có một cái nhân vật nào từ cái tổ chức của ông nhắn tin hay là trao đổi với Thanh với T không? Có một cái nhóm chat ở Messenger ấy. À, Messenger. Nó thành lập một cái nhóm chat là có ông gì ông ấy gọi là nhóm trưởng cái gì tên là năm gì bây giờ cháu không nhớ. Cũng lâu rồi ông tên là cái gì Long ấy, nick Facebook cái gì Long ấy. Thì ông là cái kiểu nhóm trưởng nhất gì ấy. Tức là cái nhân vật đó thường xuyên trao đổi với lại T qua cái Messenger. Không, trao đổi nhóm với cả một số người đó. Tức là một nhóm ấy có vài người đó. Những ý kiến của những người trong nhóm mà có T tham gia là họ đồng thuận với cái ông này hả? Vâng. À, thường là họ nói về vấn đề gì? Bàn về cái gì, họp viết rồi nói rồi cái gì bầu viết rồi cái gì cái ông này ông ấy đưa những thông tin từ bên nước ngoài người ta gửi cho ông thì ông lại gửi lại nhóm. Lâu rồi cháu cũng không nhớ được. À, những người bạn của T là cũng nằm trong cái địa phương mình hả? Hay là ở những nơi khác? Cũng có một số trong thành phố. À, rồi T có nghe đến cái chương trình nó gọi là trưng cầu dân ý hay là cái vấn đề là cung cấp nhà ở tặng nhà miễn phí không? T có nghe đến cái hai cái chương trình đó không? Chỉ nghe trưng cầu dân ý còn chưa nghe tặng nhà. Cụ thể là nghe như thế nào? Trưng cầu dân ý nghe như thế nào? Nghe là cái đồng ý phiếu, viết phiếu ủng hộ với ông Đào Minh Quân. Và T đã đánh vào là đồng ý. Vâng. À, vâng. Mặc dù là biết ông ở Mỹ. À, tại sao lại có một cái sự mình xem đây là một cái trò chơi hay là một cái gì? Thì tham gia vào nhóm thì phải cho vui thôi. Tham gia vào nhóm thì phải cho cái kiểu là viết phiếu, viết đơn nữa. À, tức là kê khai đó chắc phải cho thông tin liên quan tới cá nhân mình đúng không? Vâng. À, có kê khai với gia đình mình không? Không ạ, chỉ có mỗi thông tin của riêng mình. Vâng. Chúng tôi đang nói chuyện với lại anh T ở thành phố Quảng Ninh. Và đây là một trong những trường hợp mà tôi đã tìm hiểu. Tôi thấy là những người thanh niên trẻ này họ cũng rất là mơ hồ. Đấy, như lời kể của anh ấy là anh hoàn toàn không biết. Và chỉ biết là ông ở Mỹ, tổng thống hay là thủ tướng không biết nữa. Thì hỏi thêm bên ngoài là T có theo dõi những cái mạng cổng thông tin của bên chính thống của mình không? Bên Bộ Công an hay là bên VTV1 để hiểu những cái thông tin liên quan tới những cái tổ chức mà phản động hay là khủng bố nước ngoài không? Kiến thức của T thế nào? Cũng có thì đầu tiên là chỉ nghe đến Việt Tân rồi cái gì trước đó thì nói chung là cũng có một hai cái nhóm đấy nhưng mà chưa nghe đến cái Việt Nam Lâm Thời ạ.
Nhưng về sau này bắt đầu với TV với nói nhiều về cái tổ chức đấy. Gia đình của Tê có người thân nào bên nước ngoài không? Dạ, bên tư bản thì không có. Không có. Vâng. Các nước sau chủ nghĩa thì có. Vâng. Do đó chắc mình cũng hiểu được cái đời sống bên ngoài một phần nào đúng không? Vâng. Tê nghĩ sao về nước Mỹ? Qua cái hình ảnh của cái ông Đào Minh Quân này thì thấy nó đất nước nó bảo là nó tự do rồi ấy, nhưng mà giờ nhận ra là tự do nhưng mà nó không bằng nước xã hội chủ nghĩa mình. Nó bên đó nó cũng không an toàn như bên mình. Rồi những cái điều mà Tê tìm hiểu qua cái Messenger với cái tổ chức này, rồi có họ có khuyến khích mình là chia sẻ với những người bạn hoặc là mời gọi những người bạn làm cái điều gì đó hay không? Có, nó khuyến khích mình đặt cái ảnh avatar trên tài khoản Facebook là ảnh cái ông Minh Quân ấy. Còn chia sẻ những cái bài của cái người lập ra cái nhóm ấy, chia sẻ những cái bài viết của cái người đấy là lên trên trang cá nhân của mình. Tức là mình phát tán những cái nội dung đó cho những cái người bạn bè Facebook của mình. Vâng. Và Tê cũng đã làm cái chuyện như vậy. Vâng. Cái phản hồi của những người khi nhận được cái những cái chia sẻ đó, họ có phản ứng gì không? Hình như không ai xem cái nào cả. Cũng chả thấy ai thích, cũng chả thấy ai bình luận gì. Tôi rất là thắc mắc, bởi vì cái câu chuyện của Tê làm cho tôi cũng cảm thấy là hình như có một cái bộ phận những người trẻ ở trong nước họ không biết, họ không ý thức được, không nhận thức được cái sự mà mình đang làm gì. Cái điều đó tại sao, có bao giờ mình tự nghĩ tại sao mình làm như vậy không? Tò mò thôi hả? Vâng, nói chung là cũng tò mò xem là cái tổ chức này nó như thế nào, rồi sao nó lại bảo là nó về Việt Nam để nó thành lập nhà nước, rồi mình cũng muốn tìm hiểu xem nó như thế nào. Vâng. Tức là Tê cũng đã nghe cái chữ mà chính phủ. Vâng. Trong khi là chính phủ Việt Nam mình. Vâng. Là một chính phủ vẫn còn chính danh. Vâng. Mà lại bên kia họ có. Vâng. Một cái chính phủ mà mình thấy tò mò. Vâng. Muốn thử xem là nó như nào. Thực sự mà nói là lúc đó cái thời điểm mà mình chưa rõ ràng như vậy. Vâng. Mình có muốn tham gia vào trong cái tổ chức đó không, hay là họ có khuyến khích mình tham gia vào với một cái công việc nào đó là truyền đơn hay là phát tán, hay là họ có một cái mệnh lệnh gì mà Tê nghĩ là mình sẽ chuẩn bị làm cái việc vậy? Có cái đợt này như là cuối năm âm lịch ấy, thì cuối năm 2016 hả? Là âm lịch thì gọi là tháng cuối tháng 1 2017. Thì thấy ở trong cái nhóm nói chuyện là đi giải truyền đơn. Thì cũng thấy họp mấy anh em bảo là đi giải truyền đơn nhất cái gì, nhưng mà cháu không tham gia. Đầu tiên thì cũng vào nói chuyện như vậy, nhưng mà đến giờ quyết định thì cháu không tham gia. Vâng. Và tức là đi... họ cũng có người tới để mà khuyến khích. Vâng. Mình làm những cái chuyện giải truyền đơn như vậy. Vâng. Cụ thể có là như một vậy. Số người trong nhóm là cũng in đơn in nhất, nhưng mà đến lúc tức là bảo là đi giải thì cháu rút lui. Nhưng mà Tê có biết là cái nội dung cái truyền đơn là gì họ cho biết không, hay là họ cứ nói mình đi giải thôi? Có. Nội dung chỉ bây giờ cũng chỉ nhớ náng máng là như là để tuyên truyền cho người ta nói xấu nhà nước, rồi là với cả ủng hộ cái ông Đào Minh Quân ấy. Trong cái lúc mà tức là trong cái nội dung nó như vậy, nội dung và cái tê mà đã điền cái đơn nó gọi là thỉnh nguyện thư, có nghe đến cái chỗ đó không nhỉ? Thỉnh nguyện thư, có nghe đến cái chương trình mà của ông Đào Minh Quân đưa ra là trưng cầu dân ý, xin lỗi, trưng cầu dân ý. Tức là ủng hộ ông là tê đã vượt qua cái đó đúng không? Đã điền đơn rồi đồng ý là ủng hộ ông. Vâng. Thấy viết một lá đơn xong rồi chụp ảnh gửi. Mình tự viết. Vâng. Hay là họ đã có sẵn một cái tờ đơn sẵn? Nó có một cái mẫu xong rồi mình cứ chép theo cái đấy. Rồi mình ra tờ giấy rồi mình chụp ảnh cái đấy mình gửi cho người ta. Vâng. Những cái thông tin mà Tê khai trong đó là những cái thông tin thật sự là đúng, có tên, tuổi, rồi địa chỉ nhà, rồi số điện thoại mình đúng không? Vâng. Và là Tê khai thành thật hết. Vâng. Các bạn không nhìn thấy cái nụ cười của Tê, nhưng mà tôi thấy là cái nụ cười cũng có những cái sự mình nói dùng cái chữ gì nó cũng bối rối. Và tôi là cái người mà đi phỏng vấn nhiều người,
và thấy rằng cái sự mình nói sao trước mặt anh ấy thì mình nói là cái sự nhẹ dạ một cách mơ hồ lắm, đúng, rất là lạ. Vâng. Và những cái người mà khi mà cái nhóm mà đi rải truyền đơn là có thật, đúng không? Vâng. Và đã thực hiện, trong đó là T không tham gia. Không, ở tỉnh khác thì không biết, nhưng mà trong Cẩm Phả, trong Quảng Ninh thì không có. À, vâng. Trong một cái trường hợp khác á, là tôi có phỏng vấn một cái bạn thì họ thấy rằng có một cái nhân vật đeo mặt nạ, gọi là đeo mặt nạ và live stream á, là cũng xưng gì Lê Lê nhớ nhỉ, tên gì nhỉ, mặt nạ máu. Cái trường hợp mà có bao giờ mà T tham gia hoặc là nghe những cái nhân vật ở trong nước mình live stream mà che mặt nạ đại khái như vậy không? Chưa hả? Vâng. Cái này là hoàn toàn mình chỉ có viết Messenger, vâng, gửi tin nhắn thôi. Vâng. Nhưng mà cái bước mà dẫn tới cái việc mà gọi là rải truyền đơn là một bước rất là cụ thể rồi đó. Vâng. Nếu mà T đồng ý là chắc chắn là sẽ đến rồi, đúng không? Mấy anh em trong nhóm là bảo là đồng ý, nhưng mà về đến phút cuối thì cháu rút lui. Tại sao, có điều gì làm cho T rút lui? Cháu thấy cái kiểu nó không hay rồi, thì có khả năng xe mà lao lý. À, vâng. Đến cái lúc đó là mình có cái cảm nhận rằng đây là một vấn đề có thể vi phạm vào luật pháp, vâng, của nhà nước mình, đúng, vâng, không? Cho nên là mình ngưng lúc đó. Vâng. À, lúc đó khi ngưng như vậy thì cái phản ứng của cái người mình cứ gọi là trưởng nhóm, họ sẽ nói như thế nào, họ nói tại sao hay thế nào, họ có ý kiến gì không? Sau đó ra Tết thì cũng không thấy người ta là ý kiến gì với mình cả. Ừ. Họ cho biết là mình phải rải truyền đơn cụ thể ở địa điểm này, địa điểm kia hay là như thế nào? Vâng, họ phân cho một người, chẳng hạn trong một tỉnh thì có một người là trưởng nhóm. Ừ. Xong rồi trưởng nhóm với lại nói với các anh em là chia nhau ra và đi giải. Đây là những cái trường hợp mà tôi nghĩ là nếu mà rơi vào mà vì cái sự vô ý thức, không nhận thức được thì rất là nguy hiểm. Vâng. Đấy. Rồi. Sau khi đó thì là mình được biết là đến tháng 2 năm 2017 là T không có liên lạc được nữa. Vâng. Lý do gì? Thì cũng thấy cái người mà gọi là ở Việt Nam này là kiểu chủ hội nhóm ở Việt Nam ấy thì cũng không thấy liên lạc gì nữa. Không thấy liên lạc. Vâng. Ừ. Họ có hứa hẹn là họ sẽ có phần thưởng, ví dụ như là họ tặng tiền hay là cho một cái điều gì, quà cáp hay là có một cái gì để khuyến khích mình làm cái việc như vậy không? Có hứa hẹn không? Với người khác thì cháu không biết, nhưng mà với cháu thì cháu cũng không xin của người ta mà người ta cũng không nói gì với cháu vậy. À, tại sao không xin? Mình tham gia, mình thứ nhất là tò mò, thứ hai là tìm hiểu thôi chứ không phải vì lợi ích kinh tế. À, trong trường hợp này là một cái trường hợp cũng đặc biệt hơn. Chúng có những cái câu chuyện mà chúng tôi tìm hiểu là cái tổ chức họ đánh vào trong cái sự khó khăn của các chị như là ở Hà Nội vân vân, những cái hoàn cảnh mà neo đơn, gia đình khó khăn thì họ đánh vào vấn đề kinh tế. Nhưng trong trường hợp này thì lại tò mò. Vâng. Không xin xỏ gì hết. Vâng. À, có nghe đến cái trường hợp mà nó là họ sẽ có chương trình cấp nhà ở không? Không à, hồi nãy chưa nghe đến. Chưa nghe thấy. Vâng. Cũng chỉ thấy có một hai người ở trong nhóm là cái gì được phong làm cái gì tá với úy gì. À, cấp tá cấp úy. Vậy chứ T là được cấp gì rồi? Chắc là vẫn là binh sĩ. Binh sĩ. Không thấy tên tuổi trong cái bảng. Thật là tôi là cũng bó tay luôn. Yeah, yeah. Rồi đến khi nào thì cái câu chuyện này nó chấm dứt trong cái hoàn cảnh nào? À, đến khi các anh ở bên công an tỉnh sang thì gọi lên trên ủy ban, lên công an phường thì các anh làm việc với cháu thì anh chỉ bảo cho là như này rồi là sai trái rồi là đừng hy vọng gì ấy, chúng nó lừa đảo để chúng mày chống phá nhà nước. Thì bắt đầu từ đấy trở đi là cháu thôi, cháu không nên những cái mạng ấy, không tham gia hội nhóm nữa. Thế T có bất ngờ với cái chuyện là bên phía công an, bên phía nhà nước mình đã biết cái việc đó
có bất ngờ không? Về gần đến thời gian đấy thì chắc thì cháu nghĩ là cũng không sớm thì muộn thì chắc cũng đến các anh ấy cũng biết rồi. Thì cháu cũng biết là sẽ có ngày đấy rồi, thì cái thời gian cuối chuẩn bị đến cái ngày các anh gọi lên phường ấy thì là cháu cũng giãn dần ra. Và có là cái không qua mắt được đúng không? Vâng. Bên phía an ninh mạng vâng. Cho nên được mời lên. Vâng. Thì chấm dứt luôn, thì những cái người mà liên lạc với lại T từ đó là họ không liên lạc nữa. Vâng ạ. Mà cháu cũng không liên lạc người ta nữa. Vâng. Rồi sau đó thì cuộc sống trở lại bình thường khi mình vâng. không còn cái suy nghĩ về cái tư tưởng đó nữa. Vâng ạ. Kính thưa quý vị khán giả của Văn hóa Việt Nam TV, lắng nghe cái câu chuyện của một thanh niên 29 tuổi anh T này thì đấy cũng giống như là những cái điều mà chúng tôi tìm hiểu và thấy rằng cái nhận thức cái mơ hồ về chính trị, mặc dù là trên mạng xã hội rồi những cái cổng thông tin nhà nước chính thống cũng đầy đủ thông tin hết, nhưng mà bạn T thì lại lang thang chọn tìm hiểu tò mò những cái điều mà có thể nó dẫn đến những cái vấn đề nghiêm trọng hơn nếu một bước nữa thôi tham gia vào những cái nhóm đi lại truyền đơn thì cái câu chuyện nó sẽ nghiêm trọng. Vâng. Điều đó nó rút ra cái suy nghĩ gì sau khi cái đóng lại cái sự việc này, tê nghĩ gì? Cái này cũng gửi đến những ai mà cũng có kiểu ý định như vậy ấy, thì suy nghĩ lại cái này, thứ nhất là bản thân mình thiệt thòi đó, rồi đến thứ hai gia đình mình bây giờ mình đi thì đi có đi tù thì không sao, nhưng mà còn người thân ở nhà. Bây giờ là không còn ham vai trò làm tá tướng gì nữa rồi đúng không? Thì các bạn có lẽ là câu chuyện chúng ta cũng đã hiểu nhân vật anh T cũng có đời sống hết sức là bình ổn, và qua cái kinh nghiệm này chắc chắn là một cái kinh nghiệm nhớ đời rồi, và cái sự can đảm kể cái câu chuyện cho chúng tôi nghe ráp lại với những cái câu chuyện khác thì chúng ta thấy là ở khắp các vùng miền đất nước Việt Nam của chúng ta trong cái đời sống này nó có nhiều vấn đề, những vấn đề những cái người trẻ như thế này cũng lại là một cái câu chuyện mà để rút ra một cái bài học như vậy. Cảm ơn T đã có cái câu chuyện đối với lại Văn hóa Việt Nam TV. Vâng. Có chơi thể thao gì không? Dạ trước đá bóng. Đá bóng. À? Nhưng mà về sau đi làm công nhân thì không còn thời gian nữa. Thấy cao to đẹp trai lắm. Cảm ơn T nhé. Vâng. Yeah.